Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dư Ô Tô, chuyên các cái dòng xe ngon giá rẻ cho mọi nhà. Hôm nay thì em lại mang hẳn cho các bác một cái tiêu chí, đó là 7 chỗ máy dầu. Nhưng mà 7 chỗ máy dầu rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Vâng, em này thì em đang bán cái mức giá là chỉ có 79 triệu đồng cho một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, và máy Isuzu, một chiếc Sozak 2008. Vâng, máy Isuzu, máy dầu. Và xe thì còn ngon cứng luôn, chất xe thì ok, sơn si sạch sẽ đồng đều. Và em này thì về là các bác chỉ có việc đi thôi, nổ máy mà chạy thôi, không phải làm gì nữa rồi. Dàn lốp tầm khoảng 50%, cũng đã cũ theo thời gian nhưng mà vẫn dùng bình thường. Dàn la răng đúc đẹp, đó, nhìn thể thao. Nội thất bên trong xe là ghế da, trần da, nói chung là cũng ok. Màn hình, đầu đài đĩa đóm đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường. Và xe thì là một chiếc xe 7 chỗ máy dầu đến từ thương hiệu của Nhật Bản, một cái thương hiệu vô cùng bền luôn, chạy vô cùng sướng luôn, và giá thì vô cùng rẻ luôn. Anh em nào yêu thích cái dòng 7 chỗ máy dầu Isuzu và muốn mua một chiếc xe như thế này, muốn mua một chiếc xe form dáng như này, con này thì được cái nội thất bên trong rộng, 7 chỗ thực luôn chứ không phải là 5+2, mà sau đó là ở phía đằng sau của nó còn rất là rộng luôn, thì mời các bác qua xem xe. Đề cái lỗ ngay, máy gầm chất luôn. Và xe thì tương đối là sạch sẽ, đồng sơn đều căng nét luôn. Đấy, anh em về là yên tâm là chỉ có việc chạy thôi. Và cái mẫu này thì em đang bán cái giá là 79 triệu đồng, giá cứng luôn nhá, không hề có thách đố gì cả. Nên là anh em là cảm thấy mức giá này phù hợp thì mời mọi người qua xem xe trực tiếp luôn tại quán Toan Hồng Bàng, Hải Phòng. Một chiếc xe gầm cao. Đấy, rộng biện rãi này, tiện lợi, điều hòa mát lạnh và tất cả các chức năng là bình thường. Lốp dép thì đầy đủ, sạch sẽ, ngon lành. Và xe thì đấy, các bác nhìn này. Đấy, đèn bi này, đấy, đèn bi này, độ đèn led này. Và xe thì gần như là cứng cáp luôn. Một chủ từ mới biển Quảng Ninh, đời 2008, đăng ký lần đầu tiên. Đấy, và xe thì vẫn còn rất là ngon, chạy rất sướng, rất phê. Thế là anh em nào mà mê thì mời anh em qua xem xe trực tiếp luôn nhá. Cái dòng này thì kiểu dáng của nó cũng tương đối khá là thanh thoát. Tuy nhiên là cái kích thước của nó thì hơi rộng một tí. Em này có thêm quả lốp treo đằng sau nên là kích thước tổng của nó là dài 5m2. Nó dài ngang những cái mẫu sedan hạng cao cấp luôn. Và đây là một cái dòng 7 chỗ gầm cao, đi đường trường hoặc là những vùng sâu xa, hoặc là đặc biệt là các bác nào mà công ty mình dùng máy dầu ấy, thì mình dùng con này là rất là hợp lý luôn. Vì chi phí sửa chữa không hề cao. Mà xe đấy các bác nhìn này, đồng sơn các thứ là về là yên tâm là không phải làm gì. Đấy, 2008 mà đến bây giờ mới chạy là được 15 năm thì cũng là một cái gọi là một quãng thời gian cho một chiếc xe tương đối là ok. Con này thì bây giờ vẫn chạy bình thường. Có mỗi cái là dàn lốp thì tầm 50% thì các bác cứ chạy cho em tầm khoảng 1-2 vạn nữa, hoặc là 3 vạn nữa các bác thay cũng được. Còn về lốp treo các thứ là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường cho tất cả các cái trang thiết bị trên xe. Thế nên là các bác nào mà yêu thích thì mời các bác qua xem trực tiếp luôn nhá. Đầu tiên là về phần mặt ca lăng của xe, thì cái mặt ca lăng này là form của cái hàng Sozat này, thì cũng là một cái form tương đối là đẹp, nhìn mặt hầm hố to cao như những cái dòng Toyota Prado. Và chiếc xe này là sử dụng động cơ máy dầu của Isuzu, là máy của Nhật Bản, nên là độ bền độ lành thì cực kỳ ok. Đấy, về phần đèn thì em này đang sử dụng là đèn led. Đèn này là đèn độ rồi, không ảnh hưởng đến đăng kiểm, bình thường. Đèn led thì tương đối là sáng. Tí nữa thì khi mà nổ máy lên em sẽ bật lên để cho các bác cùng đánh giá về cái đèn này. Có đèn led định vị phía dưới, và bên dưới này nữa thì có bi gầm. Cái này là đẳng cấp luôn này. Riêng quả bi gầm này là cũng tiêu tốn tương đối khá là nhiều tiền đấy ạ. Vâng, bi gầm và gầm mẹ phía đằng sau. Còn về phần biển thì đấy, em để nguyên biển, các bác check tra thoải mái, xe không có đâm đụng phạt nguội nhá. Về là yên tâm luôn, chỉ có việc chạy thôi. Đấy, form đèn gầm bên dưới này và đèn bên trên đấy này. Thế còn về phần tôn cabo thì cái này là còn nguyên cả tấm nỉ ở phía dưới này cơ. Và tôn cabo thì tương đối là dày, gân cabo còn nguyên, cái này thì không có đâm đụng gì. Và em này thì được cái là kính nó còn zin. Đấy, kính còn zin, toàn bộ dàn kính của xe 2008 là còn zin nguyên nhá. Đấy, tôn sơn sườn thì đẹp đẹp sạch sẽ này. Và cua lốp là nó chỉ hơi có han một tí thôi chứ không có mọt nhá. Vâng, chỉ có han một chút thôi, không mọt. Lốp Bravo HT của Matic 4 quả 2018, đến bây giờ như quả này là tầm khoảng 80%. Quả này chắc chắn là 80% rồi. Và lốp nó còn dày. Đấy, la răng đẹp, la răng nhôm đúc về, rất đẹp luôn. Đấy, các bác về yên tâm. Và cái này là la răng 5 lỗ ốc nhá. Xi nhan tích hợp tai gương, có gương thì hơi nhỏ một chút. Cái này thì có do thiết kế thôi, không tránh được. Còn về phần tôn, như này các bác nhỉ. Tôn dày, đấy, tôn dày luôn này. Đấy, tôn dày.
và cửa thì mở nhẹ nhàng. Nói chung là theo thời gian thì không thể bảo đẹp như xe mới, và cái dòng này nó là cái dòng xe gọi là bình dân học cụ, thế nên là các bác cũng không gọi là có thể là mình đẹp theo như cái gọi là như xe mới rồi đấy. Thế còn các chức năng cơ bản của xe thì hoạt động bình thường, kể cả kính điện. Kính điện em xin phép là tắt này, bật điện lên. Đây, kính điện này lên nhẹ nhàng đấy. Kính điện lên xuống nhẹ nhàng bình thường, không vấn đề gì. Đấy, toàn bộ kính điện đấy nhá. Đấy, lên xuống bình thường luôn. Đấy, các bác yên tâm. Đây là hiện nay là máy em đang không để nổ. Đấy, bên kia nó vẫn chạy rồi. Đấy, ok. Đấy, kính điện này. À, nhìn vào bên trong này thì chưa nhìn cái gì nữa. Nhìn ngay bộ ghế da. Ghế da thì cũng đã cũ rồi. Ghế da cũ. Đấy, dán theo phong cách Ford. Nhưng mà ghế da của nó cũng là ghế da ok. Đấy, da sạch sẽ. Da này thì nói chung là đẹp và cũng không phải nghĩ ngợi gì. À, da tương đối là chắc chắn, độn da ngon. Đây, nói chung là tầm xe giá rẻ thì đây cũng là một chiếc xe hợp lý. Em này thì có một cái là chạy xe chạy nhiều, 22 vạn nên là vô lăng nó mòn, nó cũ theo thời gian rồi. Và các bác nhìn này, ốp vân gỗ của nó còn nguyên. Con này thì bỏ bọc vô lăng ra nó là vân gỗ nhá. Cái ốp gỗ đấy ạ, dành cho những cái dòng xe cao cấp ấy ạ, chứ dòng xe bình thường là chỉ có nhựa ABS thôi. Nhưng mà cái này là vân gỗ nhá. Logo Isuzu to đùng. Còi thì hơi nhỏ một chút, không to. Đấy. Đồng hồ hiển thị rõ ràng. Và bên này là đồng hồ báo mức dầu à. Đấy. Còn mặt táp lô xe thì hơi cũ theo thời gian, không tránh được. Vâng, nói chung là như thế này là bình thường, không vấn đề gì. Có màn hình, có cam lùi kết hợp với màn hình, và có cả cam hành trình cho các bác. Đấy, nói chung là xe là đầy đủ các cái chức năng cơ bản. Sàn thì tương đối là sạch. Đấy, cái sàn này thì lúc nãy là về là hơi bẩn, nhưng mà em đã cho rửa dọn rồi. Phải nói là bên đội rửa này cũng tương đối là sạch. Vâng, rửa xe cái sạch bóng luôn. Đấy, cũng không phải dọn dẹp nhiều. Đấy, xe thì có sao bán vậy thôi. Nhưng mà chất xe thì nói chung là để mà mua một cái xe tầm khoảng 79 triệu mà để gọi là đi công trình công trường vất đâu cũng được, và các bác không phải sót xe thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Con này là xe máy dầu 7 chỗ, nên là 7 chỗ, nhưng mà các bác nhìn hàng ghế thứ hai này, nó còn rất là rộng, thoải mái cho cái chỗ để chân. Và cái ghế này nó rất là sâu, nó không bị ngắn như những cái dòng của Toyota. Đấy, thế là rất là hợp lý cho một chiếc xe máy Isuzu. Đấy, kính và zin. Kính zin thì toàn bộ cái này là zin hết kính nhá, nên các bác yên tâm. Còn về phần cua lốp đằng dưới này cũng thế này, nó chỉ hơi han này thôi chứ nó không có mọt mục gì đâu nhá. Và không có mọt mục, và đi thì cách âm chống ồn của xe cũng tương đối là ok. Lốp này tầm khoảng 50%, lốp 235-75, la răng 15, lốp Maxxis, và lốp này thì tương đối là ok. Các bác cứ chạy thoải mái, không phải lo lắng gì. Còn về phần nóc thì em này là có đuôi gió này, nóc này, thanh nóc này. Đấy, các bác nhìn nào, đầy đủ, không thiếu một cái gì. Lốp treo đây, lốp treo. Đấy, lốp treo. Con này là còn có nhựa, nhưng mà con hôm nọ của em nó chỉ là lốp treo không thôi. Đấy, Isuzu luôn đấy các bác nhá. Máy dầu Isuzu. Và đây có là một cái dòng xe chạy rất là bền bỉ. Đấy, biển số cả trước lẫn sau rõ ràng. Và cái này thì mở là các bác nhớ là rút cái này ra, sau đó mình bấm cái này vào, kéo mạnh ra đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, sản xuất năm 2008 luôn nhá, tháng 4 năm 2008. Đấy. Và xe thì còn tương đối là cứng, lốp dép thì không cần phải nghĩ ngợi rồi. Về yên tâm là chỉ việc chạy thôi. Đấy, còn cái cốp này mở thì là mình sẽ ấn cái lỗ này, ấn sâu vào. Ấn sâu vào và mình kéo cái này lên, kéo mạnh lên. Đấy. Chứ nhiều bác là ấn chưa đủ lực nhá. Đấy, mình kéo nó nâng cao lên. Thì bên trong cái khoang này thì có cái hàng ghế thứ ba. Đây, hàng ghế thứ ba đây. Cũng rất là thoải mái luôn, hai người ngồi đằng sau nhưng mà lại không lo nóng bức vì là cửa gió điều hòa ngay bên cạnh. Đấy, rất là hay luôn. Chứ cái dòng này không phải là vì là xe nó giá rẻ mà nó lại thiết kế thiếu đâu. Trần da đẹp luôn, từ đằng dưới cho đến đằng trên. Và các bác để ý cho em nhá, những cái này, nhìn này, cái không gian kính ngồi bên trong này nó rất là thoáng, không bị bí bách tí nào. Đấy, không bị bí một chút nào luôn. Và đây, lại còn có cả cốp đồ. Đấy, ui giời. Đấy, rẻ giữa các thứ vẫn còn nguyên. Vâng. Phải nói là xe này tương đối là nhiều cái công dụng. Vâng. Và cái chất xe thì cũng là một cái chiếc xe giá hợp lý cho mọi nhà. Đây là cái sàn này thì hơi bẩn này. Cái sàn này là nó dùng cao su nhựa đường. Cái này thì các bác thông cảm thôi, cứ để nguyên như thế này. Em để nguyên, còn các bác về có thích thích thì bọc ra hoặc là làm gì làm. Vì là cái sàn này trước bác chủ là bác ấy chở máy công trình. Đấy, thế nên là cái sàn này nó hơi bẩn một chút, không vấn đề gì. Còn về phần những cái phần keo chỉ ở cánh này, đây những cái này thì, đây đấy, keo chỉ cánh này còn nguyên. Cái này thì nó theo thời gian thôi, những cái chỗ này là han han một chút này, nhưng mà xe là đảm bảo được cái là nó không có đâm đụng. Đấy, cái này han theo thời gian nhá, không vấn đề gì.
Thực ra là với cái tầm tiền như thế này thì đây là một mẫu xe vô cùng phù hợp về giá. Vâng, về giá thì đây là một chiếc xe nó chỉ có 79 triệu thôi. Đầy đủ đăng ký, đăng kiểm, lăn bánh ngoài đường bình thường, không hề lỗi lầm, mà máy nó là máy dầu Isuzu. Đấy, rất thích hợp cho những bác nào mà muốn mua một chiếc xe máy dầu 7 chỗ. Đấy, sơn xi sạch sẽ bóng căng luôn, chứ không phải về không phải làm gì nữa rồi. Và xe thì tương đối là đẹp. Dàn lốp bên này cũng thế, tầm 50%. Lốp nó cũ rồi, không vấn đề ảnh hưởng. Các bác cứ đi cho em là được. Thế còn về phần tay nắm cửa thì đây, toàn bộ tay nắm này, mở nhẹ nhàng, không có một cái gì là khó khăn cả. Đấy, kính điện lên xuống này hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, ắc quy của xe thì tương đối là khỏe. Và đây các bác nhìn này. Đấy, hàng ghế phía đằng sau nhìn từ bên này vào cũng rất là thoải mái. Đấy, rộng. Đấy, xe này nó nói chung là về là yên tâm, là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì. Đấy, không phải sửa chữa bảo dưỡng cái gì cả. Tầm tiền ít thì mình chỉ cần vậy thôi, chứ bây giờ mà cứ một con xe mà lôi ra thì kể cả xe mới thì cũng phải làm hết. Nhưng mà gầm bên này các bác này, gầm nó đẹp như thế này mà. Đấy, gầm con này nhìn rất là mê luôn nhá. Đấy, không hề có bị lỗi tí nào. Ba vô lê thẳng. Đấy, dẫn động cầu sau lẹt lét căng luôn. Và chất xe thì cũng là một chiếc xe giá hợp lý. Chỉ có nhá, riêng chiếc xe này đấy, giá nó chỉ có là 79 triệu đồng là full tiền luôn. Chứ em riêng chiếc xe này là em sẽ bán full tiền chuẩn chỉ luôn, chứ còn không có bớt nhá, không bớt luôn, bán chuẩn giá luôn. Đấy, gọi là giá chuẩn đấy ạ. Nhiều bác cứ hỏi em đăng giá rồi nhưng mà lại cứ hỏi là thế giá chuẩn nó là bao nhiêu. Thì thưa các bác là đã bán là giá, chứ còn không có chuẩn mới thách đố làm gì đâu. Nên là các bác cảm thấy mà lựa vui được thì mời các bác qua xem xe thôi. Chứ còn giờ buôn bán nó cũng rất là dễ, thoải mái thôi. Đấy, em này thì mở cabo thì bằng cái dây này nhá. Cái dây này nó tuột ra nhưng không vấn đề gì. Nào, nổ máy nào. Nổ này. Đấy, các bác thấy chưa? Để lâu như vậy mà nó nổ bình thường, không vấn đề gì. Đấy, máy nổ này, vòng tua thấp này. Đấy, đồng hồ báo mức dầu. Và cái này có đồng hồ đầy đủ. Đấy, đồng hồ thì có kết hợp với cam lùi. Đấy, camera lùi này. Đấy, cam lùi phía đằng sau. Điều hòa con này là mát luôn đấy nhá. Điều hòa mát, nhưng mà thời tiết hôm nay thì nói thật các bác là bật cũng được, không bật cũng được, không cần thiết. Điều hòa lạnh luôn đấy ạ. Vâng. Vô lăng này lái rất nhẹ. Vô lăng lái nhẹ cực kỳ luôn. Đấy, các bác thấy không? Vâng, vô lăng vẫn lái rất nhẹ nhá. Và vô lăng của nó thì tương đối là sạch. Nói chung là dòng xe giá rẻ thì cũng có nhiều cái chức năng là không thể được như ý muốn. Bảo là đòi chiếc xe nó phải 300-400 triệu, nhưng mà đây là một chiếc xe giá nó chỉ có hơ gọi là 79 triệu đồng thôi. Nên các bác cũng thực sự là thông cảm đối với cái dòng tầm tiền ít như thế này. Đấy, đèn đây. À, bật đèn led cho các bác thích. Rồi, con này bật luôn led. À, lại còn có cả chỉnh gương hậu bằng điện luôn. Đấy, hiện đại vậy mà. Sao nào, led lên này. Led lên này, ánh sáng vàng dành cho anh em đi đường đèo này. Và ban ngày nhìn nó đã sáng như này rồi. Led lên này. Đấy, nói chung là riêng chiếc xe này thì đi đêm thì quá sáng rồi, anh em cũng không phải nghĩ ngợi gì. Đó. Rồi, còn về phần máy. Ui giời. Rồi là khoang máy ở chiếc xe là sử dụng động cơ máy dầu Isuzu. Máy dầu chứ danh, dòng máy cực kỳ bền lành, tuy nhiên là kêu hơi to một chút. Cái này là bình thường, dòng này nó thế các bác nhá. Vâng, dòng này nó vậy. Và xe thì còn rất là ok. Đấy, các bác nhìn này, máy khô ráo này. Đấy, khô ráo luôn, không hề lỗi lầm. Đấy, không bị ẩm dầu. Và là cái yên tâm là chỉ việc nổ và chạy thôi. Chất xe đẹp, càng nét luôn. Còn nếu cái khoang này nó hơi bửng bụi tí, các bác thông cảm nhá. Và hơi thông cảm một chút. Ắc quy mới tinh rồi, và các bác không phải thay thế. Đấy, cứ vậy mà chạy thôi. Ắc quy choi nó bền. Dòng quả này là 890A, đề thoải mái luôn, không hề bị lỗi lầm. Đấy, xe rất chất cứng, toàn bộ đầu này, toàn bộ phần đầu của xe này không hề có bị gọi là hàn gì chắp vá. Đấy, đèn này là độ lên là nó đã làm lại đèn cho nó cứng rồi. Đấy, đèn độ luôn. Đấy, bác nào mà thích Isuzu máy dầu, mua xe đẹp cứng cứng thì nhanh tay ngắm em này, hợp lý luôn đấy ạ. Giá tiền rẻ và xe thì còn chất. Đấy. Úi giời. Con này thì nếu mà để mà chạy, nói ra các bác là không phải nghĩ luôn, chạy đường trường cực kỳ ok. Đấy, các bác nhìn quả đèn trông nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà ban đêm nó rất là sáng luôn. Đây là ban ngày, ánh sáng vàng đèn độ. Đấy, đây là ban ngày, chứ còn nếu ban đêm thì cực kỳ sáng luôn. Đó, Isuzu máy dầu 7 chỗ 2008. Một chiếc xe vô cùng lành bền, đẹp và tiết kiệm nhiên liệu.
các bác đi chạy đường trường nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây thôi. Tính ra nó khoảng tầm một gọi là loanh quanh khoảng tầm 200.000 tiền, chưa đến 200.000 tiền dầu. Thế là bác nào mà yêu thích cái dòng 7 chỗ máy dầu tiết kiệm nhiên liệu này thì nhanh tay qua cửa hàng em. Con này thì phục vụ mấy cái bác mà hay đi phượt đi chơi, hoặc là mấy cái bác mà chạy công trình công trường, các bác đi con này rất là hợp lý luôn nhá. Giá rẻ, hợp lý, hợp túi tiền. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.